Cũng trong hôm nay, câu lạc bộ hưu trí thành phố Cần Thơ tổ chức đoàn đến tham quan và dân hương quốc tổ Hùng Dương tại đền thờ Du Hùng thành phố Cần Thơ. Đoàn câu lạc bộ hưu trí thành phố Cần Thơ có khoảng 250 hội viên tham gia. Trong không khí trang nghiêm và thành kính, các cán bộ hưu trí thành phố Cần Thơ thực hiện nghi thức dân hương, dân qua lên bàn thờ tổ, tưởng nhớ công ơn các du hùng và các bậc tiền nhân. Hoạt động này nhằm tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước và sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đồng thời là dịp để các hội viên tham quan, giao lưu, làm phong phú thêm đời sống tinh thần để sống vui sống khỏe